Kính mời bạn đọc đến với bản tin cập nhật giá tiêu mới nhất ngày hôm nay trên thị trường trong nước và quốc tế. Bạn đọc hãy đăng ký kênh youtube của Báo Kinh tế và Đô thị để theo dõi những thông tin mới và nóng nhất trong ngày. Giá tiêu hôm nay 24 tháng 9 năm 2024 tăng trở lại, thêm tới 2.500 đồng trên kg tại Đắk Lắk. Giá tiêu hôm nay 24 tháng 9 trong khoảng 151.500 đến 153.500 đồng trên kg. Giá tiêu hôm nay tăng 1.500 đến 2.500 đồng trên kg. Trung Quốc đã tăng mua trở lại với các đơn đặt hàng tiêu trắng do có nhiều báo cáo khác nhau cho thấy đảo Hải Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão iaG Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 153.500 đồng trên kg, tăng 2.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 153.000 đồng trên kg, tăng 2.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng trên kg, tăng 2.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 151.500 đồng trên kg, tăng 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 151.500 đồng trên kg, tăng 1.500 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 151.500 đồng trên kg, tăng 1.500 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.500 đến 2.500 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Bản tin mới nhất của Pitexim cho hay, tuần qua thể hiện nhu cầu khá yếu ở tất cả các nước nhập khẩu lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU. Trung Quốc đã tăng mua trở lại với các đơn đặt hàng tiêu trắng, do có nhiều báo cáo khác nhau cho thấy đảo Hải Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão IAG. Điều này dẫn tới việc giảm sản lượng tiêu trắng ở Trung Quốc. Dự báo nguồn cung tiêu trắng tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu trong quý 4 và cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống sắp tới. Công ty này cho biết thêm, thị trường trong tháng qua khá trầm lắng, Người mua tỏ ra ít quan tâm đến các sản phẩm hạt tiêu và mua hàng rất chậm. Đồng thời, các nhà cung cấp, nông dân người thu gom đại lý cũng rất thận trọng trong việc cung cấp nguyên liệu thô. Hiện nhiều đại lý, nhà sản xuất trong nước không tích cực bán hàng mà đang ưu tiên giữ lại hàng tồn kho. đa phần họ không cảm thấy áp lực khi giá điều chỉnh giảm. Điều này phản ánh rõ ràng mức tồn kho của nông dân và các đại lý trung gian giảm đáng kể so với những năm trước. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen lam băng. Indonesia chốt tại 6.917 đô la Mỹ trên tấn, giảm 11,54%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.900 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ASTA mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Mun tốc 9.397 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,98%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 GL loại 550 GL mức 7.100 đô la Mỹ trên tấn, giá tiêu trắng ở mức 10.150 đô la Mỹ trên tấn. Ngày đầu tuần, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh trái chiều giá tiêu Indonesia khi tăng nhẹ tiêu trắng và giảm mạnh tiêu đen. Thông tin trên đã kết thúc giá tiêu ngày hôm nay 24 tháng 9 năm 2024. Kính chúc bạn đọc ngày mới nhiều niềm vui. Bạn đọc xem video xin ủng hộ chúng tôi một like. Đăng ký kênh miễn phí, để lại bình luận chúng tôi sẽ phản hồi và cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác. Xin cảm ơn.